Đây là chiếc iPad của mình. Xin chào các bạn. Tiếp tục quay trở lại để xem mình chơi game. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi game gọi là những game đỉnh nhất trên thế giới. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem mình chơi nhé. Một triệu rưỡi, ok. 1 triệu, 1 triệu rưỡi á. Tìm một cái 1,5 triệu cho dễ tìm nhá. Bởi vì cậu phải bảo nó hiểu là nó không phải mỗi 1,5 triệu là được cái cây đấy luôn, mà 1,5 triệu chỉ mua được mỗi cái vape thôi, nó chưa có kiểu ấy, Chưa có phụ kiện nữa đúng không? chưa có phụ Are kiện. Nói chung là nếu mà để đầy đủ khoảng 2 củ cho thoải mái. Đầu tiên là kick the body. Chú sư tử. Con thỏ phế vật này. Cái đấy nó kiểu theo đề xuất mà. Bây giờ nó còn đang được ăn đề xuất, ít nữa là nó không có rồi, nên là tranh thủ làm kiểu này để kiếm đi. Có vài video trên mình nữa. Ngon thế. Snail. Con ốc sên. Nó cứ để xem bao tiền đã rồi sẵn lấy. Xong rồi khoảng bao nhiêu sau mình thối lại cho nó. Chuyển khoản nó khó rồi, mình không biết là mua bao tiền này. Cứ để bảo nó là để hỏi, để tìm tìm đã xem bao tiền thì báo lại nó cho dễ. Cứ bảo để tìm nó có thằng nào phát bộ nào ngon không đã. Tiếp theo là quả kim khắm lặng. Toàn là khó với cả lùn à. Chơi mãi được qua cửa một rồi. Không tới tải cái game đéo gì hết chơi. Cựa cái chết, cựa cái chết. Khó với cả lùn à, cho đấy. Nó lại còn đéo có ghi nhớ chứ thì phải cứ chết rồi phải chơi lại. Chơi từ đầu ấy, mẹ có đoạn mình chơi gần đến nơi rồi chết bà mất thì cay với lùn. Thói quen bấm không thích gì, không thích thì thôi bỏ qua vậy. Thật như Facebook tưởng đéo bao giờ tôi dùng cái phấn nộ trừ cái trừ cố cố ý dùng để trêu người ta ấy, thì tôi dùng thôi, thân lắm mình mới dùng. chỉ có thân nó mới dùng ấy, chứ còn thì mẹ đéo bao giờ dùng cái phấn nộ luôn ấy. Lên nhanh lắm, cái đấy lên vèo đi à, lúc lên 1.000 view đi à.
Đi còn mẹ lừa vãi Nên là cứ chịu khó đăng cái nào vào like cho mình, tự like cho mình cả. lồn. Đi còn mẹ đéo chơi nữa. Tiếp theo là My Talking Tom. Nó đi vào nhà mình chơi, nó kiểu mình hút ở phòng anh thơ ấy, phòng Talking mà bướm Tom nước ấy. True. Em cũng phải mua cái nào để hút cho nó thơm. Có kẻ tốn lắm mà. Ừ, quan trọng dữ nhỉ. Thằng nó vừa nó làm gì ạ? Làm dễ tốt hơn ấy. Thằng mẹ. Ở tháng ấy, anh mà tháng kiểu đấy gần chưa tiền đi đâu. Ừ, quan trọng gì, vừa chưa đủ tiền đi đâu cũng ok mà. Ở đây thì chơi mà mình đi làm cũng chả cần đưa tiền đâu mẹ. Nhà con một. Điếu. Buồn ngủ. Mà tôm nhảy lên của tớ có một cái bị bật vườn nhà. Từ cái mẹ nó tớ vẫn đăng. Không có gì đâu Chắc mà không ảnh đéo hưởng đến mày. kênh thì sợ nếu rồi. Bọn nó không có đành để đi vào để báo cáo nó cái video con đấy đâu mà. Đúng rồi. Không, với cả cái bản quyền nhạc kia không việc gì. Bản quyền nhạc thì nó cho phép mình sử dụng, xong rồi nó chạy quảng cáo trên video mình mà. Thì nó cứ cho mình dùng thôi, tội đéo gì. Dương là trước nhà nó khai thác rồi à, nó đi nó bán nó lấy thuê ở đường kèo ấy, tự lấy tiền đi mua đấy nghe luôn Vãi luôn, mà. cứ mua xong đã rồi về ấy, tính không mà kiểu tiền trảm hậu tấu Mình thì đã biết làm thế giống nó đi. về về đến nơi thì cũng cũng mua xong rồi đúng không? Nó chỉ có mẹ nó nói thôi, bố nó dễ tính, ông Lâm dễ tính. Về mẹ nó nói được mấy hôm lại thôi. Mua cũng mua rồi. Tiếp theo là Save the Girl. Hôm nay xui nó bỏ lấy cái con bé nhỉ, cái bà ấy dùng ấy, nhưng mà cảm giác là con đấy nhanh hỏng, xui nó dùng con đấy thì sau hỏng rồi. Con gì á? Con hôm nọ bà kia dùng mà đi sang đây bà ấy bảo cậu hộ thay thay tinh dầu ấy vào ấy à. Này còn phải bật mạng này tải map đó. Nắm chuyện thế nhỉ? Bán này đi còn mẹ biết ngay rồi cái trò này lừa vậy rồi. Called Animal Transformation. I Nó finally nghe quảng made the cáo. monkey. Yes. So. Cậu cá không có nhạc sẽ đéo hả? Đúng rồi. Quảng cáo bây giờ nó rất nhiều ấy nha, đã ít đi rồi nó lại còn vẫn là hiện lên thì. Này. Địt Lừa tao còn à? mẹ. Hai con nữa. Hai con nữa cơ bạn ơi. Xuống nước. Nước nào. Bắn vào ổ điện, nó giật. Đúng rồi. Có một ngôi nhà. Đúng cái lồng mé mày. On this for a while, and I went to art school too, by the way. Did you look?
bớt đi bớt. Ăn đấy, mấy gói ăn đi. Ăn gì thì ăn. Trước mình có một cái gói tròn tròn này, mấy cái vẫn chi phí vậy đấy. Ngọt quá. Cái đấy không ăn được béo thì khó ăn. Không ăn được đồ ngọt thì khó ăn. Ngày trước đã biết ghi này thì mình cứ làm video không lại phải quay lại mò từng hết một đi. À. Yeah. Thắng rồi, may quá. Và bây giờ là trò Suray. Ok. Đứa chạy nhanh vậy. Yeah, win. Ấy nhưng mà cái này không cần ghi son đâu, lên son mà. Không cần ghi son đâu. Cùng mình lên lên tự dưng thế mà nó bỏ, nó không ghi que đâu. Vẫn thế lên đấy mà. Đầu tư đèn live stream các kiểu. Mấy cái game này thấy bọn nó ghép cái nhạc tao mà nhìn nhiều người xem vãi. Mẹ nhìn con ngáo vãi. Ủa sao bị mất tay rồi? Đợi nhân tay bé tí lại. Tay to đéo thấy cả người đâu luôn. Được nó luôn.
Nhưng phải nó nghĩ là lắm trò nhỉ. Lắm trò nghĩ ngang ngưng ngẩn. Mấy thằng làm mấy cái game kiểu vừa làm cho chơi ấy, nhưng mà lại nhiều người chơi mới đái nhỉ. Làm chơi ăn thật. Triệu hồi cho cái đồ gì yếu ảo ma thật. Cuối cùng mình sẽ chơi là game Blood Runner 3D. À. Discord mẹ. Lừa. Đi mẹ. Nó còn rác rồi. Ừ, nó còn rác vậy. Thế mà không đẹp kìa. Cơ hội tôi ra lấy phát. Có những cái gì ấy? Mua hai trà cho anh thôi. 2 triệu một trang thôi. Một phút mình chụp đi về bát rồi chụp lên Facebook khoe đó.